mỹ nhân Long An chỉ cho đại gia mượn tiền. Xa rồi thời thảm họa mặc đồ bó phản cảm. Trước khi trở thành diễn viên và MC nổi tiếng, cô từng là hot girl, người mẫu ảnh nổi tiếng tại Sài Gòn. Bởi không chỉ thành công với nghệ thuật, cô còn sở hữu khối tài sản lớn khi tham gia thị trường kinh doanh bất động sản. Mới đây Sam gây chú ý khi đáp trả bình luận tiêu cực từ cộng đồng mạng về việc có đại gia trong lưng cô, khẳng định chắc nịch: "Tôi không những không nhận tiền đại gia mà còn cho đại gia nhận tiền."